khi mua một máy đo huyết áp thì chúng ta cần chú ý những điều gì? Vâng, Sơn xin chào bà con ha. Trước tiên là chúng ta quan trọng về độ chính xác. Tại vì khi chúng ta huyết áp cao mà máy báo thấp, hoặc là huyết áp thấp mà máy báo cao thì cực kỳ nghiêm trọng nha. Nên về sức khỏe, độ chính xác là quan trọng nhất. Rồi, cái thứ hai là tiện dụng. Giả sử như ông bà mình lớn tuổi nè, mình cần những cái dòng đơn giản ít rút nhánh thì mình chọn những dòng cơ bản như thế này thôi. Còn nếu mà nhà mình cần những cái dòng đa năng, có thể kiểm tra thêm tim loạn nhịp hoặc là cảnh báo sớm đột quỵ thì mình có thể chọn những cái dòng đa năng hơn. Đó. Rồi, tiếp theo là về giá cả. Ví dụ cũng cùng một hãng nhưng mà tại sao có những sản phẩm là giá chỉ có dưới 1 triệu, những sản phẩm từ tầm 1,5 triệu, còn có những dòng tới 2-3 triệu. Đó, thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình á, nếu mà có điều kiện thì mình nên chọn những dòng cao tiền hơn xíu. Tại vì á, máy bảo hành chính hãng là 5 năm, nhưng mà mình có thể xài được 7 năm, 10 năm là bình thường ha. Thì trong 7 năm đó đó, mình sẽ được xài cái máy xịn mà mình không cần phải đổi mẫu mới. Nên là cả nhà mình ráng một tí xíu để mình có những cái dòng cao cấp hơn. Rồi, tiếp theo là về độ thương hiệu và độ chính xác. Tại vì á, có trên thị trường có rất là nhiều thương hiệu khác nhau đó. Thì nếu mà như mình mua những cái dòng mà không có thương hiệu, hoặc là những cái hàng sắp tay, hay là những cái hàng trôi nổi giá rất là rẻ, thì cái độ chính xác không có đó. Thì mình đo thì đo cũng như không. Còn những cái dòng mà thương hiệu lớn á, thì họ đã được kiểm định chất lượng rất là kỹ từng máy luôn trước khi ra thị trường, để sau này sau hết 5 năm chúng ta vẫn có thể ghé nhờ kiểm định lại chất lượng nè, hoặc là chúng ta có thể bảo hành sửa chữa sau đó. Còn nếu mà giả sử mình mua hàng sắp tay thì mình sẽ không có một cái trung tâm để kiểm định. Hoặc là cả nhà mình nên đến những cái cơ sở nào mà tin tưởng á, uy tín, mà mình đã mua hoặc là mình quen biết á, để mình có thể được tư vấn kỹ hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình có thể để lại tin nhắn bên dưới, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để tư vấn kỹ hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.